Riêng mà cái dòng xe GX 110 này á, nếu mà nói á, chắc chắn luôn, người chơi không nhiều, nhưng mà kỷ niệm của người đi xe cho xe này rất là nhiều. Chủ xe sẵn sàng là mua được cỡ 10 chiếc xe này, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái xe này á, nó nói là phải dọn lại cho em hoặc là phải sửa chữa lại cho em nha. Anh Tây không làm là em giận á. Bởi vì sao? Nhìn nó trước ngầu không? Cái xe này nó nói là gắn bó nó từ lúc mà nó còn khổ tới bây giờ. Nó sẽ sẵn sàng nó bỏ ra một cái số tiền để mà nó dọn cái xe này lại, nó không muốn mua cái xe mới. Chào 500 anh em YouTuber. Thì bây giờ là mình chạy thử xe quay S 110 dọn full mới. Đó, thì xe này mình chạy giờ gặp trục trặc gì. Thì tối mình chạy thì bắt đầu là nó cả sên đụng một te. Cho nên là những cái xe khách mà mình dọn á thì tối mình đi giờ là chạy để mình tìm ra cái bệnh của nó, cần sửa chữa gì, chỉnh sửa gì trước khi giao tới tay cho khách. Bây giờ là nó cả bên trong sinh dĩa nè. Cả bên cặt te đồ á, cặt te đồ mua mới đồ. Cả bình thường, cả sửa thì thôi, tới đâu. Đó. Và cái xe này gia tốc khi mà chạy rất là lẹ nha, rất là đã. Mình tăng tốc từ 0 lên 100 á. Và trong đường này đang sắp dĩa nhỏ cho em trai đi xa luôn á. Mà lên vẫn rất là lẹ, hồi nãy giá mình mới quýnh xong. Giờ đường này đông quá. Giờ là tắt nha, đi đón một tin cái. Rồi, đây mình lấy cái xe quay rồi ít đấu. Nó bóng như việc kiếm vậy. Mình đi đón cô Tin. Đây mẹ cô Tin dắt cô Tin đi nhà banh. Đó cho nên là lấy cái xe quay đấu của ông đệ, mượn xe quay đấu của ông đệ đi đón mấy đại ca cho nhà banh. Chạy thử luôn, mình đi mình rồi mình đi hai người, đi ba người rồi coi thử như thế nào, coi thử đi ba người nữa cả phù cả đồ ấy là đập cái tê vũ sơn rồi trước mắt là giờ cái tê này nó bị gì đập rồi nè, mai đầu mình qua mình chỉnh sửa lại sơn nó chạy vô cái tê nè, chỉnh nó lại đó. Nói chung xe khách làm thì mình bỏ, mình đi thử rồi vậy thì bắt đầu mình mới đảm bảo được cái độ an toàn của nó. Cặp cái chân buổi tối lên nhìn xe nó sáng ra. Lợi hại là chỗ đó đó. Đó, cái này là xe dọn dinh mà ôi như là một xe chuyển A cà đại ca ra kìa. Đại ca ra kìa. Đó, thấy đại ca chưa? Từ từ, đã bao quá này. Từ. À coi. À ba coi. À ba. Giỏi. Đây. Thì hôm nay là sáng sớm ngày 15 tháng 1 mình chạy thử cái xe quay RSX 110. Mấy bạn của chú đi làm anh con mấy gió nữa trời giỏi quá. Giờ đi làm nữa. Bấm ga lên đèn cái là đi được ha, không có chờ đợi gì hết. 54 công nghệ bay bổng ghê ghê, nghe bắt ốm. Xe 54 bấm đèn cái nổ chạy đi luôn, khỏi chờ nó bùm gì hết. Ngon mày vào lấy lúa. Rồi, chào 500 anh em YouTube. Chúc 500 anh em YouTube có một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. Thì hôm nay là Tây Quân Điển sẽ review cho 500 anh em YouTube về xe quay RSX
110 đầu lòng vuông, dọn full mới và làm full máy mới 54 bình nhỏ bô êm. Và xe này chính xác bây giờ là ngày 14 tháng 1 là Tây Cô Niễn đã tiến hành lắp ráp hoàn thiện 100% dành cho chủ xe và kết thúc sớm hơn lịch trình hẹn với chủ xe là 2 ngày. Nói chung là mình đã làm cái điều không thể thành có thể, mình đã hoàn thành tốt cái vấn đề này cho chủ xe, ráp một cái xe ưng ý 100% và về phần máy và phần dàn ngoài. Thì bây giờ đầu tiên của clip này luôn, khi mà chủ xe á mà có coi được clip này thì chủ xe phải hiểu là ráp một cái xe nhanh, kỹ, đẹp thì chủ xe phải hiểu là nếu mà trong quá trình các bạn sử dụng bất cứ trục trặc gì, các bạn cứ quay lại mình canh chỉnh thường xuyên sẽ không tốn phí, bởi vì cái xe này là toàn bộ 100% là đều do mình lắp ráp và mình chịu trách nhiệm hết toàn bộ. Và chủ xe bận tới nỗi là tới bây giờ gần Tết, cái thời điểm này là gần Tết rồi, kêu là Tết tới chân rồi anh em ơi, cho nên là không thể nào mà ai mà rảnh được, thì chủ xe cũng rất là bận, cho nên là chủ xe giao mọi việc cho mình, tất cả là ý của mình hết. Cho nên là khi mà chủ xe nhận được cái xe này thì nhớ chạy và phản hồi lại những cái nào không được. Tay rất thích là những cái người nào phản hồi lại những cái không được, tay không thích mấy nào nó khen mình đâu. Hồi đó giờ cũng vậy á, chơi đi, cứ chơi đi, chơi thiệt nhiều để làm chi, để mình rút ra kinh nghiệm, mình cố gắng hơn về sau. Thì bây giờ là đầu tiên mình sẽ giới thiệu tổng quát cho anh em về bắt đầu từ dưới đi lên, từ dàn chân trước mình sẽ giới thiệu cho các bạn là con heo trước Sonic. Con heo này là mình mua full một con heo mới, và đúng heo nó màu xám, nhưng mà mua heo màu vàng này rất là đẹp, bởi vì màu vàng này nó độc quá, nhìn nó rất là nhu mì. Và ở đây là mình mua full heo mới, bố thắng mới và dĩ thắng mới và bốn ốc dĩ mới luôn, đùm mình muốn mua đùm mới luôn. Và mình sử dụng ở đây là cặp niền Takasago SL Asia kết hợp với vỏ IRC của Thái Lan, chính hãng Honda. Nó tạo ra một cái form và một cái kết cấu dinh hài hòa, nhìn chuẩn con mắt, đẹp long lanh. Đó, tay thích những cái nào mà giống như là giọng kiểu này, kêu là giọng kiển sơ sơ, giọng nhẹ nhàng á, còn đi sâu giọng kiển quá thì tay lại không thích, bởi vì mình là một tiệm sửa xe, mình nghiêng về là mình đắp ráp máy và nội lực của nó, chứ không phải là mình nghiêng về mình chế độ đồ kiển. Cho nên rất là nhiều anh em hỏi mình là những món đồ kiển, mình xin thư là mình không có bán và mình cũng không có gắn đồ kiển lên cho khách luôn, mình rất ghét gắn đồ kiển, cái này là nói thiệt. Đó là xong phần bánh trước. Về phần tay dầu, cầm dầu tay thắng, ở đây là mình cũng mua một cái cầm dầu mới. Những cái xe này tuổi đời rất là lâu, cho nên ở trong đây là Ford, Bentley đồ á, nếu mà có điều kiện thật sự mua nguyên cầm heo dầu này mới nó sẽ ngon hơn. Đó, bóp nó sẽ mịn, nó cứng cái tay và nó dẻo 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 rất là đã, chứ khỏi vệ sinh lại. Dành cho những cái người chủ xe thật sự có điều kiện. Bộ nút công tắc ở đây là mình thay full bộ nút công tắc mới, chỉ có đồng hồ này mình giữ lại. Đó, cái đồng hồ này giữ lại mình thay mica, mình tua số lại thôi. Các bạn có thấy là mới không? Mới cực kỳ, nhìn long lanh lột xác hoàn toàn do so với lúc ban đầu khi mà chủ xe chạy nguyên một cái xe nát qua cho mình. Mình có tem thông số ở đây luôn. Đó, và những con nút dàn áo này là ốc dàn áo này là mình mua full hoàn toàn là ốc mới hết, full bộ áo này mình có. Đó, full bộ mới hết. Rồi, tiếp đến là gì? Tiếp đến mình giới thiệu cho các bạn là cái yên êm giá Tây Cô Niễn. Tại sao kêu là yên êm giá? Khi mà mình đặt cái chân giá mình lên đây mình ngồi á, mình thấy nó êm thì mình kêu là cái yên êm giá. Đó, yên êm giá xuất phát từ đây. Đó, ngồi êm. Bởi vì sao êm nữa là mình lợp này là mình thay bằng mút kim đen. Các bạn có thể nó mút kim đen nó sẽ dẻo, cứng và nó sẽ gọt được những góc cạnh đẹp vậy nè. Chỉ đỏ kết hợp với xe này nữa rất là phối hợp, vô rất là hài hòa. Yên này ngồi là bao. Cái xe này chủ xe ông sẽ sử dụng lại, ông có thể ông đi chở hàng hơi uổng chút, nhưng mà không biết sao ông đòi đi niền Excel phục nai luôn á. Mà mình không biết là ông chắc chưa thấy xe này, chứ ông thấy cái xe này mà ông kêu lấy đi chở hàng lại thực sự rất là uổng. Giới thiệu thêm với anh em là những cái nét phát cách mới khi mà dọn một cái xe. Xe này dọn bao nhiêu tiền? Xe này tay dọn là 45 triệu. Đó, thì chắc chắn là khi mà 100 người coi clip này thì sẽ có 50 thẳng chữ. Nhưng mà các bạn sai rồi. Tại sao chữ? Nó nói mua xe này trong hãng 20 và đúng rồi, mua xe hãng 20. Nhưng mà là cái xe Vinh, cái này đang xe 54, hãng Tây Cô Niễn làm. Và nó sẽ có những cái nét phá cách đẹp hơn cái xe hãng rất là nhiều. Ví dụ như là gì? Ví dụ như cái xe hãng cái bô này rất là tù. Ở đây là mình thay lại cái bô đời mới, các bạn có thể đó, em trai đứng ở góc đó đi. Bắt đầu em trai quay cái này cho người ta thấy được rõ góc bô nè, đó. Mình thay này lại là một của cái bô VA đời mới, có vỉ nóc rất là đẹp và mình thay cái cổ luôn. Đó, mình móc bài 54. Đó, thì nó rất là đẹp mắt. Và ở đây là cái gì nữa? Ở đây là mình giới thiệu với phần quan trọng nhất.
đây kêu là điểm nhấn của xe nè. Bởi vì sao? Xe này dàn chân màu đen, lốc máy màu đen, dàn áo màu đen luôn, thì nó sẽ tối cái xe. Vậy bây giờ làm sao mà quýnh cho cái xe nó sáng lại được? Đây, những cái thiết kế mà của hãng Honda Tây Cô Niễn đó, cặp cái chân sau. Cặp cái chân sau này nhìn như vậy đơn giản đúng không? Có nhiều người người ta bắt chước mình á, không có đâu, không bắt chước được. Công nghệ này là mình đốt luôn rồi, mình đốt, mình xé sách, mình làm từ 5-6 năm trước rồi. Mình làm cho những xe Sonic Raider mình xử lý trong cặp ghi đông á, xe ghi đông trần, xe Sonic Raider đó, mình đem qua đây áp dụng lần đầu tiên cho một chiếc xe quay nhỏ. Nhìn nó vừa sáng, nó vừa trong, mà khi mà các bạn nhìn kỹ vô á, các bạn cũng không có hình dung được là nó đang làm bằng cái gì đâu đúng không? Là đang sao mà nó trong, mà nó sáng, mà nó kỳ cục như vậy đúng không? Thì cái này kêu là nghề nha, nghề, dấu. Chỉ biết là làm cái này mắc tiền. Rồi tiếp đến là đây là một cặp phục nai, ti lớn 10 ly, thích hợp cho anh em chở hàng với kilo vừa phải, ví dụ là cỡ 150kg đổ về. Đó, bánh sau thì mình thay nguyên cái đùm mới. Rồi má đùm mới, tất cả cụm nguyên dàn chân này là mới hết. Tại vì sao nguyên dàn chân này quá nát? Đùm má đùm, canh bánh ốc ép đồ mới hết, gấp rồi bát chữ Y đồ là mới hết. Và bây giờ các bạn thấy ở đây là có được một cái tem hãng Honda nè. Khi bạn mua gấp là không có được cái tem này đâu. Xe máy được lắp ráp tại công ty Honda Vĩnh Phúc Việt Nam, Phúc Thắng, Mê Linh Việt Nam. Những cái xe Việt Nam mình sản xuất ngoài đó, kêu là ngoài Hà Nội á. Thì đó là về sơ sơ. Bắt đầu mình giới thiệu phần máy, cái bắt đầu quay qua lại chân cái cho nó khỏi nhàm chán nè. Bấm nè, bấm cái là nổ. Xe đang nổ rồi, nổ rồi nè. Đó, bình nhỏ bôi mình thạnh, đương kim. Cái bô rất là ác nha, cái này là kêu là đặc trưng của bình nhỏ bôi mình thạnh. Nổ gan ti là như xe Vinh, nẹt là quét ra cuối, xé. Đó, cái đó là kêu đặc trưng đó. Và cái xe vẫn đang nổ luôn nè. Gan ti là thì thầm. Đó, rồi mình sẽ mở cái yên lên cho các bạn coi. Thùng xăng này mình sử dụng là full một cái thùng xăng mới. Để mà việc mà làm được một cái xe nhanh, gọn và đẹp bắt buộc là qua nhiều giai đoạn mua đồ mới lắm. Ví dụ như cái thùng xăng của những cái xe này rất là rẻ. Và cho dù á, có lâu hoặc là cái gì đó, mình cũng vẫn chọn phương án là mình mua một cái thùng xăng mới. Bởi vì sao? Khi mà các bạn mua được một cái thùng xăng mới dành cho xe xăng cơ á, thì ở trong đây nó sẽ rất là đẹp. Đó, mình quan trọng tới từng cái đường nét ở bên trong nè. Bởi vì sao? Khi mà ở trong đây nó đẹp á, thì nó không có những cái rỉ sét á, khi các bạn chạy nó sẽ không có xuống lọc xăng làm tắt máy mình nửa đường. Ví dụ như mình sơn lại thùng xăng mình đi cần cỡ 1-2 năm, bắt đầu những cái mạt sắt nó xuống dưới lọc xăng, nó làm các bạn tắt máy đó. Và ở trong cái thùng đồ này là vẫn full đầy đủ nè, có hộp nút nhấn rồi, rất là đẹp, cao su rồi, các bạn thấy không, long lanh, kêu là long lanh từ bên trong rõ bên ngoài như ngọc trinh. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn phần bên đây là kêu là về phần dàn chân, tạo những cái điểm nhấn cho cái xe nó sáng, là về phần cần số. Và còn cần số này mình sẽ bóng tất cả những cái xe nào của hãng Honda màu kẽm hoặc là màu đen hoặc là màu xanh lính, mà đều dê về lại phần siêu bóng đó cho nó nổi bật lên, và nó cực kỳ nổi bật, thích hợp cho với những cái dàn chân màu đen vậy. Nắp lửa màu đen, nắp ăn cá màu đen, bọc sơn màu đen, gắp màu đen, thì mình quấn này lên cho nó sáng. Và đó, công nghệ nano Tây Cô Niễn, cặp bát gác chân nè, thấy không, cực kỳ long lanh nè. Đó, nó đẹp là đẹp ở những cái này. Ví dụ như là có thể có rất là nhiều người ta có tiền nhiều, nhưng mà ta dọn cái xe người ta nhìn không có dễ thương, không có hào, nhìn dọn nhìn cái xe nhìn quê lắm, cải lương lắm. Còn ví dụ đây nè, trên xe này đâu có nhiều cái món đồ độ đâu, hoặc là đâu có nhiều món đồ kiển đâu, nhưng mà nhìn cái xe nó vẫn rất là thanh mảnh, nhìn nó vẫn rất là thể thao. À, mình chỉ cần vô một cặp phục nai, một cái niềm Excel, mình xử lý phần ốc đồ lại. Bởi vì sao? Khi mà cái xe người ta bỏ dọn mới thì mình vẫn phải xây ốc lại mà. À, mình xây ốc mình sẽ chọn những cái điểm nhấn, mình quýnh lên theo cái màu sắc chủ đạo của mình muốn. Đó, cặp cái chân sau nè, cần thắng nè, cần số nè, đùm má đùm đồ, dây dầu rồi phải zin, mấy cái đó phải zin hết cho nó an toàn. Riêng mà cái dòng xe GX110 này á, nếu mà nói á, chắc chắn luôn, người chơi không nhiều, nhưng mà kỷ niệm của người đi xe cho xe này rất là nhiều. Chủ xe sẵn sàng là mua được cỡ 10 chiếc xe này, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái xe này nó nói là phải dọn lại cho em hoặc là phải sửa chữa lại cho em nha, anh Tây không làm là em giận á. Bởi vì sao? Nhìn ở trước ngầu không? Cái xe này nó nói là
gắn bó với nó từ lúc mà nó còn khổ tới bây giờ. Nó sẽ sẵn sàng nó bỏ ra một cái số tiền để mà nó dọn cái xe này lại, nó không muốn mua cái xe mới. Cái đó là cái vấn đề chủ chốt. Và các bạn nên nhớ, ở một thời điểm hiện tại nè, khi mà làm bất cứ cái gì, cho dù là 10.000, 20.000, Tây vẫn đều báo giá trước, rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Xe này cũng vậy, khi mà vô cũng vậy. Mình nói cái việc mà khó này đó, nó là sao? Xét Tết quá gấp, lại quậy mua phụ tùng không có nữa. Thực sự là phải chạy đôn gì đáo rất là nhiều, phải kiếm liên tục, giống như là sáng nó bỏ là tối nó đầu có đồ hãng ráp, như clip các bạn coi rồi đó. Và mình chờ đồ sơn cho rồi nữa. Và việc mình ráp nguyên cái xe này hoàn thiện á là một ngày, ráp dàn áo hồi ngày hôm nay nữa là 2 ngày. Nhưng mà sau này các bạn đừng có chơi như vậy nha, chơi như vậy không ấy đâu. Bởi vì Tây á không phải như người ta, khi mà Tây review một cái xe vậy nè, Tây đều nói thẳng hết những cái gì của mình. Gấp gáp là chưa chắc là chắc cú đó. Ví dụ như à, người ta nói là trong thời gian mà làm nhanh đồ dày mà làm được dày á thì VIP đẳng cấp hay gì đó, không có. Này là mình phải tính cái mức độ an toàn, tẹt cơ hay gì đó. Nếu mà cái này nói á, kêu mà về độ chuẩn của xe, về độ vững chắc của xe á, thì chắc chắn là rất là chuẩn đó. Bởi vì cái này là mua phụ tùng mới không à, vàng dàn chân mình đã chạy thử rồi. Dàn chân mà nó có bị hoặc không bị, hoặc là phát sinh hay không phát sinh là nó bị liền. Mình ra mình chạy thử là nó sẽ bị liền đó. Và về phần máy 54 là mặc dù Tây đã làm rất là nhiều chuyên về dòng 54 cho xe quay đầu lòng vuông này, nhưng mà mình cũng đừng có ỷ y quá. Mình phải biết cân nhắc cái nào đó mà thiệt là hợp lý, thiệt là đúng cho một chiếc xe. Mình phải dặn dò chủ xe thiệt là kỹ, là phải về đi road day. Tại vì cái xe này nếu mà chủ xe mà có sử dụng á nha, chủ xe mà có sử dụng là chủ xe sẽ chạy rất nhiều liên tục, là từ chợ đầu mối chạy về tới bãi sau của Vũng Tàu, là đoạn đường đó là khoảng là 150 cây, 7 xa mà chạy liên tục nhông sơn dĩa. Xe này mình sắp cho chủ xe đi là một đoạn đường dài để có một cuộc hành trình tốt và một cái xe khỏe để mà chở hàng được. Nhìn cái xe rất là ngầu đúng không em? Màu đen mà đen bóng thì lúc nào cái xe nó cũng ngầu hết, nó không bao giờ mà nó lỗi thời về một cái màu đen và tem dinh vậy. Tem dinh không bao giờ xấu. Các bạn chế một bộ tem cổ hoặc là chế một bộ tem đồ chơi, ví dụ tại thời điểm hiện tại 1 tháng 2 tháng nhìn rất là thời thượng, rất là bắt con mắt, nhưng mà qua 1 năm 2 năm sau là nó sẽ cũ rồi. Nhưng mà ví dụ những cái bộ tem vậy nè, nó không bao giờ mà nó chán mà không bao giờ là cũ hết, nó sẽ rất là hài hòa với cái xe của mình. Việc mà mua một dàn áo hãng vậy á là nó sẽ dính luôn tem. Có nhiều người ta kêu là hỏi sơn dàn áo không chi. Mấy cái xe này á, đồ nhựa nó rẻ lắm, nguyên dàn áo nhựa nhám nhựa đen rồi luôn 3 triệu mấy 4 triệu à, sao không mua? Tự nhiên sơn giờ nó sơn 1-2 triệu bạc rồi, chưa tem, rồi chưa kể dàn áo này á phải đem đi hàn nhựa lại, rồi hàn nhựa lại chưa kể nhựa nhám nữa. Sao nhựa nhám này mà đen mà sơn như chó gặm, những cái nhựa này kêu là nhựa chết, không bao giờ mình sơn lại được hết. Nhựa này nhựa chết là mình có sơn lại thì khoảng chừng 1-2 tháng sau là nó tự bung lên. Cái bạn vừa sơn xong nhìn thấy đẹp lắm, đi được nhiêu lâu đó, đi được bao nhiêu lâu. Rồi khi nè dựng cái xe lên mà dọn dinh hết, nhìn cái xe rất là thể thao, bạn thấy không? Nhìn cái xe thể thao lắm. Bởi vì sao? Từng chút một, từng cái sự tỉ mỉ của mình nó tạo nên một cái xe đẹp đó. Ví dụ nội mà nhìn cái yên là thấy gọn gàng, cái xe sạch sẽ đó, nhìn cái phuộc, nhìn dàn chân ốc SC đồ, cần thắng đồ, quá đẹp. Đã vậy quýnh heo Sonic nữa lên là nhìn giá trị liền, nhìn lạ. Nó sẽ có những cái mà kêu là sự tỉ mỉ của người thợ dành cho một chiếc xe, cho dù có làm gấp á, cũng không có ẩu được, nó cũng phải kỹ à. Đó, nó là vậy, rất là đẹp. Ví dụ như nhiều người hồi bữa mình dọn cái xe quay siêu nhân đồ vậy, người ta chơi chứ mình vẫn có xe, cái dòng xe siêu nhân đó mình làm hàng ngày. Các bạn sử dụng một cái dòng xe khác, sở hữu một chiếc xe khác, các bạn thấy là không hợp, các bạn thấy là những cái chiếc xe này nó lại không hợp ý các bạn chơi. Nhưng mà cái người chủ người ta đang đi cái xe này, người ta lại thích nó và nó gắn liền với cuộc đời của người ta mà. Từ lúc mà cái xe này ra tới giờ là 10 năm đi, thì bây giờ hiện tại 10 năm đâu có mua được lại được chiếc xe giống vậy đâu, không bao giờ. Đó là những cái kỷ niệm mà kêu là gắn bó suốt cuộc đời đó. Rồi vậy chào 500 anh em YouTube, chúc 500 anh em YouTube có một cái Tết vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, tràn đầy tiếng cười. Anh em coi kênh Tây Cô Niễn nhớ bấm subscribe.
Địa chỉ tiệm tay Quân Điển là 37 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh. Số điện thoại là 0908084020, số Zalo là 0933165020. Thời gian hoạt động là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Rồi chào 500 anh em YouTube. La ciencia.